Mặt trời đã đứng bóng, nhưng chị Lộc Thị Tươi, thành viên ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, vẫn đi đến từng hộ. Tu mùa Lộc Thị Tươi giới tu thành viên nhất trong đời ban chấp hành trong quan nhà hộ xã Thanh Lòa, ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Thở lúc nuốt nổ bí tở chế tu mùa tư tùm cho trọng nhiệt dì bê sảnh, liên tạc lúc rõ loa, khôn tùa trọng bê sảnh sẽ đòi gọt trị cho hồ lợi danh tới dì tả rõ ra khó kế nhuốt. Cụ tư tùm cho trọng cho dì rõ, khôn tùa trọng nhiệt dì bê sảnh sẽ đòi gọ sẽ đòi gà xìa, hay cho trọng khó kế hồ lợi danh trị rộng kia. Khó nọ tư ba trọng nhiệt dì bê sảnh sẽ đòi gà xìa, hay cho trọng tu mì tu mì nhuà, lọ gọ sẽ đòi tu gọ rộng. Họ nói thứ ba trâu sở đầu ua rồng. Hãy cho trâu đỡ thắt trả. Bế nhiệt dịp sảnh sở đầu nhói lên ít khó. Họ kỳ cũng xưng được nón trí tả rồi họ kỳ nhua. Ý lưu vật trên đợt nó bế bốn lãnh môn đó họ kỳ cũng xử khuôn đồ trâu trọng văn nhẹ. Đỡ xa tinh loa cỏ sở đầu ua rồng lưu lực công xử. Hãy cho trâu kế hậu lụi danh danh trì rồng. Yêu ba ua lý trà cỏ sở đầu chia tàu lụi danh. Chỉ linh đỡ kế cũng xứng đỡ trọng bọn nỉa tư mùa linh đỡ cổ trọng trọng cho trọng hợp kế ủa trí phú hậu lưỡi danh nhau trọng cho thật trả, chế trọng gỡ nỉa chỉ cho trọng cho va trẻ. Nhưng ủ lý trà có sẽ được chế tàu lưỡi danh, một tổ kế công xử khôn đùa bó thái trí phú hậu lưỡi danh. Chỉ linh đỡ tư tràn chỉ để xế trừ dị trọng nỉa chỉ bê sành cho đỡ cổ cho hậu lưỡi danh, hãy cho ủ lý trà có hốt chùa rồng. Vì hát tìa, mùa ca mô Covid của chùa cho trâu cho dây do, quân đùa kế hậu lụy danh chỉ rộng đợt nọ. Nhiệt dịp bê sảnh ra đời, nhỏ trọng đợt chế và hùa. Linh đạo bếp bố linh cổng tế rộng đợt trâu phát thành mùa đợt kế công sử quân đùa trâu nhiệt dịp bê sảnh. Có sá đợt ô rộng lưu lùa họ phía, chỉ bố hậu lụy danh, kế công sử quân đùa từ tàu tràn dị để xếp chủ dị trâu tàn họ sá đời, bố hậu lụy danh. Ta chỉ nói nhỏ trọng tờ tha trả trở mua cho linh tàu tù sẽ đồng khuyên sửa hoặc kế hậu lụy danh, kế công sử khôn đùa, từ tàu tràn dị để xếp chủ dị trâu tàn họ sẽ đời. Linh đạo trọng bó nỉa, từ mua tàu kế công sử khôn đùa, dị linh đạo, nhỏ trọc số phát thành, kế công sử rộng trọc bê sành. Dị linh đạo bê sành sẽ đời bố linh bó rộng lúc họ phía ủa chỉ hậu lụy danh. Dị linh đạo giờ hoàng viết hoa, dễ thu nhỏ trọng nữ rõ loà, họ sạp thanh loà. Họ kế công sử khôn đùa rồng, nhỏ trọng thà trạng đợt nỏ, cỏ tan trọ bê sảnh sẽ đợt bao rồng lúc họp hìa, nhỏ tên nhỉ tích gì nhỏ trọng đợt va trề, hãy cho trọng kế công sử của rồng cỏ chỉ cho hậu lụy danh. Cụ tư hậu lụy danh lên ở bếp cho lúc sông, lên ở ở lúc sông nò, chỉ cụ tư chia tàu lụy danh lở. Bỏ tàu hai tìa, có hậu lụy danh, ô trọ tên mình tư mình nhỏ, nì dùm mua mò, thiên nồng. Dìn đó có chỉ hậu lụy danh tên mình tư mình nhỏ, nì nò mò thiết cá xế đùa. Chỉ linh đạo của đức chia tàu lụi danh tên mình tú mình nhỏ họ và trẻ là nhỏ rồng cụ chỉ ở ba trâu trồng ban nia sẽ được bao rồng được họ kế hậu lụi danh chỉ rồng xứ trồng ban nia được xa tinh lọ trưởng mua tới kế công sự khuôn đùa trang trí để xếp chữ gì cho tan thon nia chỉ bê sành sẽ đời nhỏ trâu cho tha tràn đỡ nò của linh đạo cọ chỉ cho hậu lụi danh linh đạo bó phử tàu hút chùa rồng họ nò cọ chỉ cho một bản lụi danh kia hú sáu tông trầu y dịn danh giải trâu trồng giải trầu lê sáu tông đờ nó chỉ sẽ nhẹ theo dọc kia sẽ đỡ là một cái chiến lụi danh.